Thiện nam tử nên biết Bồ Tát tu các Phật pháp tịnh cõi nước chư Phật, tích tập diệu hạnh, điều phục chúng sinh, phát đại thệ nguyện vào nhất thiết chí, du hí tự tại môn giải thoát không thả nghĩ bàn đắc được phật bồ đà hiện đại thần thông đi đến khắp tất cả mười phương pháp giới dùng trí vi tế vào khắp các kiếp tất cả như vậy đều do tâm mình bởi vậy thiện nam tử nên dùng pháp lành phủ trợ tâm mình nên dùng nước pháp thấm nhuần tâm mình nên nơi cảnh giới tịnh trị tâm mình nên dùng tinh tấn kiên cố tâm mình nên dùng nhẫn nhục san bằng tâm mình nên dùng trí chứng sáng sạch tâm mình, nên dùng trí huệ sáng lợi tâm mình, nên dùng Phật tự tại khai phát tâm mình, nên dùng bình đẳng của Phật rộng lớn tâm mình, nên dùng mười lực của Phật chiếu soi tâm mình. Thiện Nam Tử, ta chỉ ở nơi môn giải thoát như lai vô ngại trang nghiêm này mà được nhập xuất, như các đại Bồ Tát được trí vô ngại, trụ hạnh vô ngại, thường thấy được tam muội của tất cả chư Phật, được tam muội chẳng trụ bò mé niết bàn thấu đạt cảnh giới tam muội phổ môn nơi pháp ba đời thảy đều bình đẳng khéo phân thân khắp tất cả cõi trụ nơi cảnh giới bình đẳng của chư phật cảnh giới mười phương thảy đều hiện tiền trí huệ quán sát thảy đều thấu rõ ở trong thân đều hiện tất cả thế giới thành hoại mà nơi thân mình và các thế giới không sinh hai tưởng những diệu hạnh như vậy mà ta làm sao biết được nói được thiện nam tử từ đây đi về hướng nam đến bờ diêm phù Đè có một cõi nước tên là ma lợi già la ở đó có vị tỳ kheo tên là hải tràng ngươi đi đến đó hỏi bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh tu bồ tát đạo Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ trường giả giải thoát, đi nhiễu bên phải, quán sát, tán thán khen ngợi, suy ngẫm chiêm ngưỡng, buồn giàu rơi lệ, một lòng nghĩ nhớ, nương thiện tri thức, phụng thờ thiện tri thức, cung kính thiện tri thức, nhờ thiện tri thức mà thấy được nhất thiết trí, nơi thiện tri thức chẳng sinh trái nghịch, nơi thiện tri thức tâm không rua dối, nơi thiện tri thức tâm thường tùy thuận nơi thiện tri thức khởi tưởng là mẹ hiền vì xả lìa tất cả pháp vô ích nơi thiện tri thức khởi tưởng là cha lành vì sinh ra tất cả các pháp lành rồi từ tạ mà đi